Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy Z4 Core Z410 Z410 đang chờ thay mới sửa chữa tại Di động Cao cấp.vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Z4 Core lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới sửa chữa khắc phục full các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Z410. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Di động Cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy Z4 Core phục vụ quá trình thay thế, sửa chữa quý vị các bạn khi cần. Các lỗi sự cố cơ bản như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung chuông, chân sạc, vỏ máy đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh, chính xác tại Di động Cao cấp.vn. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn dịch vụ sửa chữa Samsung Galaxy Z4 Core, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Kỹ thuật viên để Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Chúng tôi hiện có đầy đủ tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy Z410 nói chung của quá trình sửa chữa thay thế khi vị các bạn cần. Để tư vấn rõ hơn cụ thể hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Chúng tôi nhận ship các linh kiện trên Samsung Galaxy Z4 Core đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video từ Di động Cao cấp.vn. Chỉ nhận cung cấp link phụ kiện để chỉ nhận sửa Samsung Galaxy Z4 Core hàng đầu hiện nay.